Rồi chào anh em ha, em mới về máy nè. Được mấy cái máy cắt cỏ ba lô có để ha. À, con cây máy cưa cành quải ba lô nè. Rồi ha, anh em nào cần thì liên hệ em. Zalo 0961088776. Đó, em quay từng máy cho coi. Xin đây qua có cái đồ cưa cầm tay ha. Máy này cưa cành hết bài, bị cứng này, cứng cứng bộ vực bộ đề G2KC nữa nè, này mới chắc. G2KC cục nữa nè, cái này có lắp đồ đầy đủ luôn ha, tum gời luôn. Máy này tum gời tum 260 nè. Đó, đỏ ao luôn. Cái này như Nhật nó sơn nè nè, nó sơn đỏ tư. Máy này máy sơn, này cũng sơn, nó sơn bạc nè. Rồi Echo 230, 230 này chạy cũng ngon lắm ạ. Còn xăng luôn đó. Thử coi chạy không. Chạy à. Này còn xăng chạy luôn nè. Xin đi qua shop 24cc ha. Đẹp cực kỳ luôn. Đồ ao luôn anh em ơi. Ốc ác nè. Con này bình xăng le đỏ hai kim luôn ha. Dữ luôn á, còn xăng chạy nè. Xúc bình xăng xương lại là ngọt. Đẹp ha, xúc bình xăng lại là ok. Xin đây qua S23 có đề. Rồi mấy cái máy Makita rồi chưa 240 nè. Máy cần của nó nè. Rồi con Gubin bơm nước nè ha. Hôm bán 1,3 triệu nè. Với mấy cái xin đây qua đầu không nè. Này 700 cái ha, chưa dọn. Anh em cần thì liên hệ em. Em coi em bao nòng cho ha, mở bô ra coi luôn. Ok mới bán. Rồi mấy này mấy máy có đề không nè. Có máy cần câu này nhỏ xíu nè. Echo 14 gì nè không biết. Mới cực kỳ luôn nè. Nó có làm gì vậy? Nhìn mắc cười. Anh em nào mua chơi thì liên hệ em ha. Mình nó mới nè. Em thấy nhỏ nhỏ dễ thương em lấy đại vậy. Rồi anh em nào cần máy chưa dọn em cũng bán. Rồi máy đóng pin rồi mà chưa dọn nổ em cũng bán luôn ha. Rồi dọn nổ ok luôn, đóng pin ok luôn, cỡ nào cũng bán được hết. Giống như cái máy bình thường em bán cái đầu máy khoảng 800-900 gì đó, rồi công em dọn nổ thì 200 nữa, rồi đóng pin 250 ngàn nữa. Đó là mình ra 1,3 triệu gì đó ha. Rồi thêm cái bộ cần 300-400 ngàn nữa ra 1,7 1,8 triệu. Này chắc 2 triệu ngoài. Này dòng này VIP hệ. Này cũng cỡ 1,8 1,9 triệu vậy nè. Nhưng mà dọn gọi ha. Mấy ngày hay rẻ hơn. Cỡ 1,5 triệu đồ. Mấy ngày cỡ 1,6 1,7 triệu ha. Đó, giá nó tầm tầm đó đó. Anh em cần thì liên hệ ha. Muốn mua máy nào thì khoanh chồng cho em ha. Người em báo giá và máy chưa dọn, dọn rồi, người đóng pin gì này nó đó. Cái nào cũng bán được hết.
Giống như anh em biết dọn thì em đóng pin cho anh em thôi, bao bộ đề nó ok là lụm. Đó. Cỡ nào cũng bán được hết. Rồi anh em nào mua thì liên hệ em ha. Zalo 0961088776. Rồi chào anh em luôn.